thông minh của thành phố Hồ Chí Minh hay Quảng Ngãi. Đây là hệ thống học đường số điện tử 3D giúp cho các con có thể học được những môn 3D về cơ thể người, về hành tinh. Riêng con robot Nao kia là từ Nhật Bản, là một trong ba con robot hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, sẽ giúp cho các con dạy và học các môn về khoa học, công nghệ. Dạ vâng, hệ thống dữ liệu học liệu 3D sẽ giúp cho các con có được những tiết học đầy hứng thú khi các con được tận mình khám phá cũng như là chiêm nghiệm những cái môi trường học tập đầy hứng thú. Tại thư viện thông minh này thì các con cũng sẽ được tìm hiểu những cái đầu sách tại thư viện trung tâm này, với tổng số lượng đầu sách hơn 50.000 đầu sách. Và tại 4 campus, 4 trường thì mỗi trường đều có một cái thư viện đặc biệt của từng trường. Và mỗi trường đều có một thư viện, và đặc biệt ở trường em có một phòng y tế với diện tích 160m², có bác sĩ ở 24/24. Dạ vâng, sẽ tương tác qua đây. Các con sẽ thấy, ví dụ như mình học về cơ thể người, về tim, về phổi, thì các con sẽ nhìn và các con sẽ sờ, các con tương tác được với mô hình 3D như vậy. Dạ vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác. Và ngay sau đây xin mời Thủ tướng chúng ta xuống xe điện và sẽ đi một vòng. Dạ vâng. Dạ vâng ạ.